Thưa quý vị, với sự phát triển nhanh về mọi mặt kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng được nhiều nhà đầu tư giáo dục trong và ngoài nước đánh giá là một địa phương đầy tiềm năng. Những năm qua, nhiều mô hình trường liên kết tư thục đã được thành lập, phát triển, tạo cơ hội cho học sinh thành phố có thể tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng cao. Chính thức tuyển sinh từ năm học 2018-2019, sau 3 năm hoạt động, trường liên kết tư thục này đã tuyển được hơn 150 học sinh ở các bậc học với hai chương trình quốc tế và song ngữ. Nhiều nhà đầu tư nhìn nhận, Đà Nẵng là một thị trường giáo dục đầy tiềm năng. Với vai trò trung tâm văn hóa kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên, những cơ sở chất lượng cao theo tiêu chuẩn của các nền giáo dục tiên tiến thế giới này không chỉ dành cho con em người nước ngoài mà còn thu hút một lượng không nhỏ các gia đình Việt Nam. Thời gian vừa qua, được cái sự đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng cũng như việc kiểm tra, thẩm định hết sức nghiêm túc, thì một cái ngôi trường khang trang có tiêu chuẩn quốc tế như là trường St. Nicholas đã đi vào hoạt động. Và chúng tôi thấy rằng là cái tiềm năng về giáo dục rất rộng lớn của thành phố Đà Nẵng và những cái lợi ích mà nhà đầu tư chúng tôi thấy được, và chúng tôi cộng tác cùng với thành phố Đà Nẵng để phát triển giáo dục. Giáo dục là lĩnh vực đang được thành phố khuyến khích xã hội hóa để tạo ra những sản phẩm giáo dục phù hợp với mong muốn của người dân trong bối cảnh hội nhập. Hiện nay, đa số các dự án đầu tư trực tiếp vào giáo dục đào tạo tại Đà Nẵng có xu hướng nhắm vào mô hình chuỗi, trường liên cấp, trường song ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế đi từ mầm non với khả năng có thể mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, giáo dục ngoài công lập vẫn cần nhiều hơn những chính sách hỗ trợ từ phía thành phố. Quỹ đất đai dành cho các cái dành cho giáo dục ngoài công lập thì cũng là hiện nay là cũng đều là bán theo giá thị trường và bán và trả tiền một lần. Cho nên và ví dụ đất giáo dục thì thông thường là diện tích rất là lớn, cho nên là cần một cái quỹ đất khá là lớn và trả một lần thì gây rất là nhiều khó khăn cho các cái nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì các cái cơ chế hỗ trợ về tài chính cho cái đầu tư giáo dục là gần như không có. Gần như là như chúng tôi vay đây hầu hết là cái thương mại, dẫn đến là cái chi phí tài chính thì nó chiếm khá là lớn, gây khó khăn cho các nhà đầu tư. Sức hút của giáo dục đào tạo với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến từ chính nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh. Việc tạo các cơ chế thông thoáng, tăng thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục cũng sẽ góp phần giúp ngành giáo dục thành phố có sự đa dạng hóa về phương pháp và nội dung giảng dạy, bắt nhịp với xu hướng chung của nền giáo dục quốc tế.